Insulin là một hormone được tiết ra bởi tuyến tụy. Tác động tới tuyến tụy là một tuyến nội tiết. Nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình chuyển hóa glucose, lipid và protein trong cơ thể. Insulin là một loại hormone thiết yếu điều chỉnh lượng đường trong máu và đảm bảo rằng các tế bào của chúng ta nhận được năng lượng cần thiết để hoạt động bình thường. Khi chúng ta ăn, lượng đường trong máu tăng lên và insulin được tuyến tụy tiết ra để chuyển hóa glucose từ máu vào tế bào. Vì vậy, khi độ nhạy insulin giảm và chất béo không được chuyển hóa từ máu vào tế bào, gây ra bệnh tiểu đường, béo phì, xơ vữa động mặt, cao huyết áp, đột quỵ. Độ nhạy insulin giảm ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến tụy. Tuyến tụy là một tuyến nội tiết ảnh hưởng lớn đến hormone của nam và nữ. Khi giảm chức năng tuyến tụy sẽ ảnh hưởng đến nội tiết tố nam và nữ. Rối loạn nội tiết tố có thể gây ra bệnh cường giáp hoặc suy giáp, giảm chất lượng tinh trùng và gây đa nang buồng trứng. Tăng tốc độ lão hóa gây ra căng thẳng, trầm cảm, mất ngủ, tăng nguy cơ bị bệnh về xương khớp, thừa cân béo bụng, cơ bắp nhão, rụng tóc nhiều, mất collagen, da trùng chảy xệ, khô da, nám da, giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương và khô hạn âm đạo. Giải pháp là bổ sung ngay hoạt chất myo-inostone. Myo-inostone là một loại hoạt chất có nhiều trong não và các mô của động vật có vú, là chất dẫn truyền tín hiệu tế bào để đáp ứng với nhiều loại hormone, chất dẫn truyền xung thần kinh và các yếu tố tăng trưởng. Nó giúp hoạt hóa lại độ nhạy insulin, phục hồi chức năng của các tuyến nội tiết như tuyến tụy, tuyến giáp, tuyến yên. Vì vậy, myo-inostone là một chất vô cùng quan trọng giúp giải quyết các vấn đề sau: béo phì, tiểu đường, tim mạch, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ, nội tiết tố, rối loạn cương dương, khô hạn âm đạo, điều trị vô sinh hiếm muộn, tăng chất lượng tinh trùng, bổ trứng, điều trị đa nang buồng trứng, giảm căng thẳng, điều trị trầm cảm, ngăn ngừa lão hóa. Myo-inostone đã được y tế ứng dụng trong việc điều trị tiểu đường, vô sinh hiếm muộn, đa nang buồng trứng, là chất bổ sung giúp cho các ca thụ tinh nhân tạo thành công. Nếu bạn muốn giảm cân, hỗ trợ điều trị tiểu đường, cân bằng lại nội tiết tố, điều trị đa nang buồng trứng, hỗ trợ chức năng sinh sản, tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ, đơn giản là muốn phòng chống rối loạn nội tiết tố, lão suy buồng trứng và tinh hoàn, thì hãy tìm tới Myo-inostone nhé.